Xin chào các bạn đã quay trở lại lớp dạy vẽ của Uniport ở địa chỉ facebook.com/Uniport. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử một cái lĩnh vực mới là chúng ta sẽ chỉnh sửa hình ảnh chứ không là vẽ một cái gì cả. Sẽ có vẻ một chút và qua cái bài này thì mình có một cái lời nói là như thế này: nếu như bạn bắt đầu tập làm quen với việc vẽ vời bằng máy tính, là nó tóm lại là đụng đến cái tính chất art nghệ thuật này nọ, thì mình khuyên các bạn nên bắt đầu từ Photoshop. Tại sao thế? Tại vì khi mà các bạn bắt đầu bằng Photoshop thì cái hướng đi của các bạn nó rộng mở hơn so với những cái chương trình chỉ có vẽ chứ vẽ. Thì Photoshop nó làm được nhiều thứ và vẽ là một trong những cái thứ trong đó. Rồi trong cái quá trình làm thì mình sẽ nói phân tích một chút xíu ha, chút xíu hơn. Ở đây thì mình không có đố kỵ gì về một cái chương trình nào cả, và cũng không có ý là sửa lưng ai cả, nhưng mình muốn chỉ cho các bạn việc làm quen và lựa chọn cái phần mềm nào mà chúng ta yêu thích, nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Rồi ở đây thì mà trên forum Việt Designer có một bạn post cái cách làm cái thumbnail như thế này cho Facebook, thì mình thấy là cái cũng rất là hấp dẫn. Bạn ấy hơi trôi một tí là chỉ trong 2 bước, cái này hơi bị nhiều bước chứ không phải có 2 bước đâu. Thì nhiều bạn nếu mà mới làm quen chưa rành lắm về Photoshop thì cái bài hướng dẫn này đôi khi nó cũng khó mà theo kịp. Thì hôm nay mình sẽ làm bằng cái Photoshop, làm trực tiếp bằng video clip để cho các bạn có thể theo dõi từng bước dễ dàng hơn. Rồi, đầu tiên mình sẽ nhấn Ctrl N để mà tạo một cái trang mới. Thì cái kích thước của cover thumbnail thì là cái chiều ngang là 850 và chiều dọc là 315. Chúng ta nhấn OK. Nó sẽ tạo chúng ta một cái trang như thế này. Đó, đó là về kích thước của trang. Chúng ta lại nha. 850 50 850 315. Cái máy nào của bạn mạnh thì các bạn có thể để 200 hoặc là 300. Đây là pixel cho nên có nghĩa là cái độ phân giải của cái bức hình. Cái số này nó càng cao thì cái độ phân giải bức hình của các bạn nó càng lớn, thì nó càng nặng, nhưng mà bù lại nó rất đẹp. Ok. Rồi, đây là cái hệ màu của nó. RGB là cái hệ màu mà các bạn thấy trên máy tính, những cái hình được xem qua cái màn hình máy tính hoặc là màn hình TV thì chúng ta xài cái hệ màu này. Còn nếu mà các bạn muốn đi in ấn ra bên ngoài thì nên là bắt đầu từ CMYK. Thì ở đây chúng ta chỉ cần cái hệ màu này thôi, hệ 3 màu. Ok. Rồi, tất cả đã chuẩn bị hết cho chúng ta. Rồi, ở đây mình muốn nói đến cái việc sử dụng cái hệ cái trình duyệt nào để mà phù hợp cho chúng ta. Đây là cái hình gốc ha. Thì với Firefox là một cái lựa chọn của mình khi mà mình muốn lấy một cái hình nào đó nó xuống nó vô cái Photoshop nhanh. Nhưng mà tất nhiên là nó vẫn có một cái vài điều không được. Có nghĩa là nếu như cái hết bức hình của bạn nó lớn quá như thế này. Đây là một bức hình có cái độ phân giải, một cái chiều rộng rất là lớn, thì khi mà các bạn mang vô Photoshop nó vẫn hiện ra như thế này, nhưng mà khi Enter để mà thì nó lại báo lỗi. Thì chúng ta phải save về máy. Ok, save nguyên cái hình đó về máy và bấm File Black, ta laptop kiếm đây, nó nằm đây. Rồi chúng ta bắt đầu bỏ vô đây. Rồi chúng ta nhấn Enter trước ha, cho nó load cái hình này đi. Rồi bắt đầu canh chỉnh nó, nhấn Ctrl T kéo cái này ra như thế này để mà canh chỉnh nó cho đúng như ý của mình. Rồi
Enter, nếu như bạn vừa lòng rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ enter nó. Rồi công việc tiếp theo chúng ta là lấy hai cái hình này xuống. Thì ở đây mình mở sẵn đây, mình sẽ lấy cái hình này xuống. Các bạn nắm kéo trực tiếp, tại đây là hình nhỏ là chúng ta kéo nắm xuống bỏ ở đây luôn là nó tự hiểu luôn. Rồi canh cái cỡ này chúng ta lại chuyển nó qua supply. Ở cái layer hình này các bạn thấy không? Chúng ta chuyển qua supply, mở lên kiếm cái chữ supply. Đâu rồi đây, bấm vô một cái. Thì ở đây nó thay đổi được cái gì? Nó sẽ thay đổi được ánh sáng của bức hình gốc. Tại sao nó thay đổi ánh sáng như thế? Thì mình chuyển chuyển cái hình này lại về normal nha. Thì các bạn thấy đây là cái vùng sáng ở đây và cái vùng tối nó ở bên này. Thì khi các bạn để chế độ supply thì những cái ánh sáng màu trắng sáng thì nó sẽ giữ lại, và những cái độ tối nó nghiêng về bên này nó sẽ bỏ đi. Không? Rồi tiếp tục chúng ta lại lấy tiếp cái hình hình này xuống, bỏ thẳng như đây như thế này. Rồi để cho nó cỡ này là chúng ta bắt đầu nhấn hình trên T canh chỉnh cho nó full, cho nó tràn hình ra. Enter một cái. Rồi chúng ta lần này chúng ta lại để overlay. Tại sao lại là overlay? Overlay là gì? Overlay là vừa là làm giúp cho những cái phần nó sáng. Đây là phần sáng nè, thì nó sẽ sáng hơn, còn phần tối nó sẽ tối hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ hòa màu bằng overlay và giảm xuống chừng 70 để mà cho cái độ trắng và sáng của nó, tối sáng của nó sẽ phù hợp hơn với cái mắt nhìn của mình. Rồi tiếp đó, các bạn có thể thấy là không nhất thiết là cứ phải Photoshop là chúng ta vẽ, mà nó có thể cắt ghép hình rồi chỉnh sửa ảnh màu cho hình, rồi làm những cái bức hình này nọ rất là nhiều, nó đa dạng hơn. Mà khi khi các bạn đã tiếp xúc với một chương trình nào đó, chúng ta như một cái tờ giấy trắng, cái việc lựa chọn chương trình mà chúng ta học sẽ là khá là quan trọng. Tại vì khi mà học chương trình nào đầu tiên đó, thì chúng ta lại có một cái tình cảm dành riêng cho nó nhiều hơn. Thành ra mình khuyên các bạn hãy chọn một cái hướng đi cho mình nó đa dạng, thay vì chỉ biết ngồi vẽ, đúng không ạ? Thì có thể là bạn sẽ là người thích vẽ, nhưng nếu như bạn chọn những cái chương trình như thế này thì cái hướng của bạn nó sẽ rộng mở hơn, là thay vì chỉ có những nét vẽ chibi bình thường, rồi những bức hình đó nó cũng bình thường luôn. Thì với cái Photoshop, những cái công cụ đa dạng, những cái tính năng thiên biến vạn hóa, nó giúp cho bạn hoàn thành những bức vẽ của bạn tốt hơn rất nhiều. Rồi nếu như không thích gì mình có thể chỉnh sửa liên trực tiếp ở chỗ này luôn. Không. Rồi. Ở đây thì bắt đầu chúng ở đây là đến cái phần thêm hai cái thêm chữ vào. Đây là hai hai cái dạng phông chữ này. Ở đây nó có để link download nha. Các bạn download xong rồi, chúng ta mở hai hai đó là file zip. Chúng ta mở file zip ra thì kiếm cái nào mà đuôi TTF á, nó cái hình như nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu quá trình cài đặt phông. Tại vì đâu giờ các bạn phải cài vô máy nữa thì nó mới hiểu cái phông đó. Đây là những cái bước cơ bản dành cho bạn nào mà thích làm typography hoặc là banner quảng cáo poster này nọ. Thì đây cũng là một cái bước những bước cơ bản mà bạn cần biết. Chúng ta vô bấm vô cái nút Start nè, vô control panel. Kiếm phông, phông đây. Nhấn vô một cái, nó sẽ mở ra cái bảng này cho mình. Rồi mình nắm cái file này mình bỏ vô đây. Là nó sẽ tự load cái phông đó cho mình. Nắm cái phông này bỏ vô đây rồi nó sẽ load. Ok, vậy là chúng ta đã có hai cái phông đó, hãy nhớ tên nha, VNF Intro Inline. Rồi vậy thì chúng ta bắt đầu đánh chữ vô. Nhấn các bạn nhấn chữ T
nhấn nhấn chữ T để mà cho qua chức năng đánh chữ nè. Thì nếu mà các bạn kẻ khung thì chữ các bạn chỉ xuất hiện trong khung này thôi. Nhưng mà các bạn muốn đánh tự do thì có thể nhớ lít vô một cái là nó hiểu liền. Rồi. Chúng ta bắt đầu kiếm kiếm cái chữ mà chúng ta mới cài đặt là và bắt đầu bằng chữ V đúng không? Rồi để coi chữ V kéo xuống chữ V đây. Đây. Hai phong mà chúng ta mới cài đặt đây. Nó có symbol cho mình luôn, có nghĩa là ví dụ cho mình luôn. À, chúng ta hãy đánh đại cái gì đó. Rồi ok. Ví dụ như mà cái chữ trắng này mình không thích cái chữ trắng ấy. Mình muốn đổi màu cái chữ thì sao? Các bạn nhấn Ctrl A là nó sẽ bao hết cái dòng chữ này. Chúng ta bấm vô đây một cái kéo lên màu trắng. Trắng đây nè. Ok. Rồi. À, để làm sao thoát thoát ra được cái chế độ đánh chữ. Phải làm sao để thoát ra được. Thì các bạn nhấn cái phím Enter mà phím Enter nhỏ nha, ở góc phải bàn phím chứ phải nút Enter bự nha, nhấn Enter một cái. Rồi. Vậy là nó tự động nó hiểu. Tiếp. Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái dòng chữ lập la lập gì gì đó dưới nữa. Thì cái chữ dưới theo cái bài kia thì chữ dưới là gì đó. Rồi. Cái này là mình ví dụ thôi, thành ra mình cũng không biết đánh gì nha, mình đánh đại nha. Rồi, các bạn bạn đó nói để chữ nghiêng tí như thế này, mình cũng để chữ nghiêng luôn. Rồi, nếu mà các bạn muốn đổi cái cho cái chữ này bự hơn thì sao? Một cách thứ nhất các bạn nhấn chữ T kia rồi chúng ta sẽ vô chỉnh sửa cái chữ này. Bao hết chữ này, đây là cái kích thước của chữ nè. Chúng ta tăng nó lên, hiện giờ đang là 10. Chúng ta tăng lên 20 mấy gì đó. Đó, bự quá thì chúng ta lại giảm xuống 14 thôi. Rồi ok. Lại nhấn Enter nữa. Rồi, làm sao để mà cho cái dòng chữ này nó nằm ngay cái chính giữa của cái nguyên cái bức hình này. Chúng ta đứng trên layer của chữ ha, chúng ta đè nút Control và đứng trên background nữa. Bấm vô background một cái. Rồi vậy là chúng ta chọn hai hai cái layer này rồi. Giờ chúng ta nhấn cái phím này. Các bạn đang dùng cái mũi tên di chuyển chữ V nha. Phải bấm đây thì nó mới hiện ra những cái chức năng này cho bạn. Thì ở đây là canh giữa nè, bấm vô một cái là nó tự canh giữa cho bạn. Rồi bây giờ mình đứng trên layer cá Yuri này, mình kéo nó lên tí. Vừa kéo mình vừa đè shift mà vừa kéo vừa đè shift thì nó sẽ đi thẳng luôn. Ok. Rồi. Ở đây bạn ấy cho thêm một cái hình vuông, chúng ta vẽ một cái hình vuông trắng sáng như thế này coi. Rồi tô màu cho nó, rồi giảm opacity xuống cho nằm dưới chữ này. Đúng rồi, nhấn hình trên T để mà xoay nghiêng nó. Ta để ý đây. Ok. Rồi, mình thấy bạn đó làm thêm mấy cái trái tim nữa cũng rất là hay. Mình cũng bắt chước ha, thay thay vì mình vẽ thì giờ mình làm luôn cái này cho nó nhanh. Tạo một layer mới, vẽ cái sáp layer chứ sáp layer trái tim như thế này rồi chúng ta lại tô trắng. Chúng ta lại tô trắng. Rồi cho nó nghiêng qua một tí, nhấn Enter. Phóng bự lên dễ làm việc. Rồi, nhấn phím V, đè nút Alt+ kéo xuống một cái, nhấn Ctrl T thu nhỏ lại, xoay nó qua một hướng khác, thu nhỏ nữa, rồi Enter, rồi kéo nó xuống cái nữa, Ctrl T thu nhỏ tiếp, xoay nó. Rồi, canh chỉnh nó lại như ý mình. Rồi bạn ấy lại tô bóng một tí xíu. Chúng ta muốn tô bóng chúng ta lít lít đôi cái đưa vô chuột ở đây nè, lít đôi layer lên, lít chuột phải, lít chuột trái, lít đôi vô rồi chọn drop shadow, nghĩa là đổ bóng. Thì bạn ấy đổ đổ bóng cũng khá là nhẹ.
Ok luôn. Rồi chúng ta muốn copy cái tính năng đỏ bóng này xuống cái chữ cáo Yuri luôn. Thì chúng ta phải làm sao? Các bạn đè nút Alt bấm vô đây nè, kéo xuống, đưa vô cái layer này, bỏ ra thì nó tự động copy cái đỏ bóng của nó luôn. Rất là đơn giản. Tiếp. À, thì đến đây là cái bài của bạn ấy đã kết thúc rồi. À, các bạn có thể lên mình sẽ để cái link của cái bài gốc rồi các bạn có thể nhìn theo đó mà và coi cái clip này để mà dễ hiểu hơn, dễ làm hơn. Thì ở đây mình muốn nói một chút nữa là các bạn có thể điều chỉnh cho cái tông màu của nó phù hợp với cái ý mình hơn. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái cọ mềm mình quét một cái màu đỏ như thế này. À, thì ở phần đây là cái phần nó gần mình hơn thì nó sẽ đỏ hơn, còn cái phần xa mình hơn thì mình lại cho nó một cái màu xanh nhẹ nhẹ như thế này, hoặc là một màu xanh lá cũng được, không thì màu vàng. Rồi thì sau khi đã quét những cái màu như thế này, các bạn lại chuyển nó thành overlay, rồi giảm opacity xuống như thế này, xuống chừng 5%, 50% gì đó, nó rất là nhẹ, nó chỉ hơi gợi lên thôi. Đó. Thì cái màu này nó sẽ giúp cho cái bức tranh của chúng ta nó phong phú hơn. Nha bạn thấy không? Xa xa thì là màu lạnh, còn gần gần thì là một cái màu nóng hơn. Đó, ví dụ là vậy. Đó là một trong những cái cách mà giúp làm cho cái hình ảnh nó trở nên bóng bẩy màu sắc. Rồi, mình giải đáp một số thắc mắc cho các bạn khi mà vẽ bằng Photoshop luôn ha. Là nếu như các bạn dùng Photoshop để vẽ thì những cái nét như thế này các bạn sẽ không chỉnh sửa lại được nữa. Ở một số chương trình vẽ khác thì những cái nét này nó có thể vẽ được và chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta lại không làm được. À, chúng ta hãy liên hệ đến người anh em Illustrator AI của nó. Rồi. Vậy là những cái nét vẽ chúng ta lại có thể chỉnh sửa lại được như bình thường. Nhiều bạn lại hỏi tại sao lại xài một lúc có hai chương trình? Nó nhiều quá không? Không, đó không hề nhiều. Mà nó giúp cho các bạn biết được thêm nhiều chương trình nữa. Đó là một trong những cái điều tốt khi mà các bạn xin việc ở một cái nơi nào đó. Biết càng nhiều chương trình lại là một cái lợi thế của bạn. Hầu hết Photoshop dùng để chỉnh sửa hình ảnh, lên màu này nọ thì phù hợp với những bạn nào mà thích chụp hình, làm ở những studio hình ảnh hoặc là chụp hình áo cưới. Còn nếu như bạn đi làm những cái bạn quảng cáo, banner, thương hiệu, làm logo này nọ thì Illustrator lại là một phần mềm tất yếu mà bạn phải biết. Thì có nhiều tiệm ở ngoài xài Corel là chính. Nhưng mà những cái điểm đó rõ ràng nếu như bạn có một cái lòng đam mê, bạn có một năng khiếu thì những cái tiệm in ấn này nọ nó không có hợp với bạn. Không phải không hợp, nó không xứng tầm đối với bạn. Bạn phải được hơn như thế. Nếu chúng ta biết rõ những chương trình này chúng ta xài tốt, tại sao chúng ta phải an phận vô xài vô những cái tiệm nhỏ bé đó, đúng không? Mình nói ở đây rất rất là rõ ràng. Biết nhiều chương trình là một lợi thế. Không phải lúc nào cũng cắm đầu vô chỉ để vẽ. Cuộc đời chúng ta còn rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ mà, đúng không? Tại sao chúng ta chỉ đơn giản là vẽ, chỉnh sửa hình, làm hình ảnh này nọ, cắt ghép vô, thay thế màu sắc, rồi làm lung tung thứ lên. Cái đó tạo cho bạn được một suy nghĩ nó khác, nó đột phá hơn thay vì chỉ suốt ngày ngồi vẽ. Biết đâu được rằng trong cái những cái này thì cái hướng đi của bạn nó lại khác, bạn có thể bung ra để mà làm những cái khác nó lại thích hợp hơn hay sao. Rồi thì những cái trăn trở đó nhiều bạn cũng đã hỏi mình thì hôm nay mình đã trả lời thẳng như thế. Mình khuyên, đó là lời khuyên của mình, một người đã trải nghiệm hầu hết các chương trình vẽ. Hầu hết thôi nha, chứ không phải hết tất cả đâu. Hầu hết các chương trình đồ họa, chứ không phải vẽ không. Thì mình có một cái lời khuyên như thế.
tin cũng được, không tin cũng được. Mình khuyên ở đây mình cũng chẳng có lời lộc gì, nhưng nếu như bạn nào có chịu nghe lời mình thì đó là một lời thế các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Mình sẽ gửi cái link gốc của cái bài này và các bạn có thể nhìn theo đó mà làm theo những cái câu từ nó gợi ý sâu xa, những cái câu từ nó dang dẻ. Còn ở đây mình làm ví dụ thôi, mình đánh tên mình vô mình cũng chả biết ghi gì nữa. Vậy ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài ngày hôm nay.